Chiều qua ngày 14 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một xe tải vận chuyển hơn 100 bình khí cười đủ kích cỡ đang được tài xế đem đi giao cho các địa chỉ ở trung tâm thành phố. Vào thời điểm trên, tại ngã tư Mang Thiện giao với Nguyễn Phi Khanh thuộc địa bàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận phát hiện tài xế Trần Phương Bình, 34 tuổi, trú quận Cẩm Lệ đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 76C14173. Trong thùng xe chứa 122 bình khí cười N2O đủ mọi kích cỡ. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Bình khai báo đã nhận vận chuyển số bình khí cười nói trên cho một thanh niên chưa rõ lai lịch từ một xe khách trong khu công nghiệp Hòa Khánh đến các địa chỉ được chỉ định sẵn trên địa bàn thành phố. Khi đang di chuyển qua ngã tư nói trên thì bị phát hiện bắt quả tang. Hiện công an quận Hải Châu đã tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.